xin mời mọi người cùng hướng về màn hình để gặp trạm internet của chúng ta. Xin chào, tôi là trạm internet. Wow. I went to visit my grandma on holiday. My grandma went out and asked me to cook some rice. But there was a power cut. Now normally we would use an electric stove to cook the rice. But today we had to use the gas cooker. And oh no, I overcooked the rice and there was a terrible, terrible, terrible smell. What can I put in the pot to get rid of this terrible, terrible smell? And there are four choices. A, a piece of fried fish. B, a cup of cooking oil. C, a slice of bread. Or D, a handful of morning glory. What do you think? 3, 2, 1. Xin mời câu trả lời ạ. À, mời mời bạn. Mình đã thấy Hào là người nhanh hơn rồi. Nhanh cho cô fish. Bạn có nghĩ là Hào đã trả lời đúng không? Hay là sai? Con không biết. À, cũng không biết luôn. Vậy bạn có thể dịch cho mình câu hỏi này không? Tôi nấu cơm và nó có một cái mùi rất là ghê gớm. Tôi có thể bỏ cái gì vô để không có bị có cái mùi ghê gớm nữa? Bốn đáp án của chúng ta là một con cá, 2 dầu ăn, 3 một miếng bánh mì và 4 rau muống. Rau muống, trời ơi. Bạn Thư của chúng ta rất là giỏi tiếng Anh đúng không ạ? Nhưng mà chỉ hơi tiếc một chút là bạn không giỏi mẹo vặt trong cuộc sống lắm. Còn bạn Hào của chúng ta thì hoàn toàn là dựa vào cảm tính. Cảm tính của bạn không chính xác. Ôi, sai. Sai như vậy. Bây giờ thì mình đã chuyển qua là cơ hội cho Thư rồi. Mình đã được loại bớt một phương án rồi. Thì bây giờ mình có muốn trả lời câu hỏi không? Thắng được 10 điểm, thua thì trừ 10 điểm. Hoặc bạn có thể chọn quyền là không chơi để bảo toàn số điểm. Không chơi. Bảo quản đi. Chơi đi. 110 điểm lắm đó. Đúng rồi. Không đến. Mình đang có bảo quản đi. 10 điểm đúng rồi. Đừng. Bạn chọn là có chơi hay không? Không. Bạn chọn là không chơi để bảo toàn điểm cho cả đội mình. Hay. Các đội mình có đồng ý là như thế không? Dạ có. Đồng ý. Thôi bây giờ thế là mình quyết định là không chơi rồi, mình không tính điểm nhá. Nhưng bây giờ ví dụ đi. Ví dụ là bây giờ cậu chọn thì cậu sẽ chọn đáp án gì? Đáp án D. D là rau muống. May quá cậu không chơi, đáp án đấy không chính xác. Và đáp án chính xác của chúng ta là một miếng bánh mì. Ngay khi mà bạn phát hiện ra cơm đang bị khét, hãy rút điện của nồi cơm hoặc tắt bếp rồi thả ngay miếng bánh mì vào nồi. Sau 5 phút, bạn lấy bánh mì ra và nồi cơm của bạn đã thơm ngon trở lại, không còn mùi khét nữa. Nên nếu chúng ta còn nấu cơm khét thì các bạn nhớ là mình phải dùng gì chưa ạ? Bánh mì. Lần này là cả hai bạn là thưa ai đều không ai trả lời chính xác và cũng không ai thắng, không ai thua, nên là mình không mở quà nhé. Yeah.